Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Đây, xin giới thiệu với bạn, đây chính là cái khu cắm trại mà bọn tôi sẽ cắm trại ở đây. Đó. Vô cùng đẹp luôn. Quá là đẹp luôn. Quá là rộng rãi. Quá là rộng rãi Caron luôn. Caron đang nghịch mấy cái bánh xe bên đây. Bên này thì chị em đang chụp hình các bạn ạ. Chị em ơi. Chị em ơi. Hả? Hai cái coi. Cái hình này là cái hình mà hội chị em có chụp đăng lên trên Facebook á, các bạn có thấy không? Chị em bảo chị em đang ở sa mạc á các bạn. Ui, chỗ này đẹp phết mọi người ạ. À. Đẹp quá. Trời ơi đẹp quá. Xinh quá. Simi cười. Simi bị giống y hệt tôi là cười với hở lại các bạn. Xinh quá. Xinh quá trời xinh. Trời ơi, đi quay vlog mà ăn cơm sướng quá vậy. Đã quá vậy. Đẹp quá. Ăn chưa ạ? Cơm ở đây ngon thật sự các bạn ạ. Cơm ngon lắm luôn á, ăn kiểu là ăn tôi đang giảm cân mà tôi ăn mãi không ngừng các bạn ạ. Ngon thật sự. Ôi canh chua ngon hết. Dạ Bun ơi. Mình ăn hay mình đang làm đẹp cho cái tô cơm vậy? Gì mà trang trí dữ vậy? Hả? Mình gấp mình bỏ vô đại đi, mình phải trang trí từng chút một nữa. Người ta ăn cơm á, ta bới chén cơm ra, người ta bỏ vô miệng người ta ăn, ta gấp đồ ăn người ta ăn là được rồi. Ông Gia Bun này là ổng ngồi, ổng phải trang trí từng cái cọng cỏ, từng cái bông hoa lên trên cái tô cơm rồi ổng mới chịu ăn. Ổng điệu thật sự. Ông Gia Bun này ổng điệu thật sự. Ổng ăn rồi ổng cũng phải trang trí đâu, kiểu cho đẹp cái tô cơm rồi ổng mới chịu ăn các bạn ạ. Rồi tiếp nha. Mua sàn rồi, ăn tự nhiên nha. Ngon quá nha. Ngon quá chị mèo Simi. Cơm ngon quá nha. Trời ơi ngon. Ngon quá các bạn ơi. Trời ơi, ai nhìn cũng ăn đang ngon. Ai cũng nhai, đói các bạn ạ. Đi quay mệt quá. Đi quay nguyên ngày hôm nay là ở ngoài nắng các bạn ạ. Quay ngoài nắng đói muốn chết luôn. Cho nên là quay ai cũng ăn kiểu ngon lành hết. Bạn nào mà chưa ăn tối các bạn xem là các bạn đói bụng đấy. Em mua, em tính mua. Mua. Triệu view. Ôi, OTB hết riêu rồi. OTB hết riêu rồi. Đây, không mùi đã ăn kiêng, đang tập gym. Rồi ăn đi, há miệng nào. Hết riêu rồi. Đó. Cá mui kiểu sợ hãi vậy ạ. Cá mui kiểu sợ hãi vậy, hiểu không? Mời bạn ăn cơm cùng với vợ chồng mình nha. Dạ này cái câu đang hot trên TikTok á mấy ông. Gà này ngon thực sự. Nha. Ngon nha. Ngon. Ngon. Chồng mình đi ăn gà rồi. Để giờ đút gà rồi, chồng đút lại giờ kìa. Cái này là bà Sim với bà Sam bà bày với tôi phải không ạ? À? Tôi với Cairon hay kiểu là thân nhau thì thân nhau thiệt hiểu không? Nhưng mà không bao giờ xưng hô gì hết trơn. Cái này là bà Sim bà Sam ép bọn tôi phải không? Ép bọn tôi phải nói phải không? OTB mới à. Đang gà. Tôi đúng nhầy luôn á ông, tôi thích chọc vãi. Mấy ông coi nè. Ta đang ăn gà. Đút gà rồi, chồng đút lại giờ kìa. Đang gà. Ăn trộn nha luôn. Đang gà. Đó là cắn xương à. Xương kiểu luôn. Dở xong. Nút luôn. Ý kiến. Ngay thật sự nhưng mà vẫn ăn nha. Không hiểu cái quan điểm của bạn. Vẫn ăn nha. Mưa bắt giờ cả giờ trời. Mưa to thế à? Trời ơi. Ôi. Con chim nghị lực. Ui, hôm đó trời mưa to mà nó bay luôn cả cái lồng chim luôn mấy ông ạ. À? Nó bay cái lồng chim rớt xuống đất lăn mấy vòng luôn cơ. Kinh thật sự, mưa gió to thật sự luôn á. Mưa mà nó rơi thất thế luôn mày. Mui ơi, Mui đi đâu vậy? À, Mui hôm đó ba mặc cái bộ đồ nhìn đúng dễ thương luôn, nhìn bà cái kiểu lùng cute á bạn. Chém. Kiwi. Đi chung chơi. À không,
Kiwi là đồ ăn, nói đồ ăn ngon mà. Chơi dễ thương, à dễ thương là kawaii đó, kawaii. Ôi, cái lều này mà nằm view sông thế này thì sướng nha. Ôi, mình chưa bao giờ đi cắm trại, mình chưa bao giờ đi cắm trại ở ngoài đời thật bao giờ nha các bạn. Trong Minecraft thì nhiều nhưng ngoài đời thật chưa giờ cắm trại ngoài đời thật, nên là mình không biết là cái cảm giác buổi tối mà ngủ ở trong cái lều cắm trại như thế nào ta. Mình nghĩ tưởng tượng là được nằm ở ngoài á, xong đầu mở cái cửa của cái lều ra, xong nằm ngắm sông, cái đầu trời gió mát, kiểu gọi là thắp cái nến đèn cầy, trời ơi nhìn nó thơ mộng á. Nhưng mà mình nghĩ là một là như thế, hai á là nó sẽ bị mũi chích muốn chết luôn. Ừ, có thể thế. Dịch ơi, đàn em của anh là Dịch ơi. Đàn em của anh, đàn em của Dịch. Ông Dịch ổng già thật rồi các bạn ạ. Có mấy con Dịch kêu đàn em của anh nè. Hả? Cái gì em? Đàn em của anh nè. Hả? Đàn em của anh nè. Tụi mày nói gì vậy? Kiểu ổng không nghe bằng mình nói các bạn, cay thật sự. Đàn em Dịch này, Dịch ơi. Ôi nhìn, mấy bạn nhìn cái quả đầu của Dịch với cái đầu con Dịch á. Quả đầu của Dịch với cái đầu của con Dịch, nhìn nó có khác gì nhau không? Giống hớt tóc cùng một chỗ các bạn. Nhộm cùng màu luôn mới ghê. Nhìn bộ đồ giống nhau quá nha. Nhìn cái đầu cũng giống nhau nữa. Ê anh em nhìn cái đầu của con Dịch nhìn giống Dịch quá ha. Nhìn giống thiệt. Rồi thêm bà nghịch nữa. Đúng ác luôn các bạn. Đúng ác luôn. Làm gì vậy? Ê thị kìa. Trời ơi, xém vô đôi giày. Xém nữa rớt vào đôi giày mấy triệu bạc của Dịch rồi đó. Ở giờ đây anh thả cho nó về bầy đi anh. Ờ, Camui bảo là cái con Dịch này nó sợ quá cho nên nó mới ị. Ủa vậy có nghĩa là nó mấy con vật mà kiểu như con Dịch, con gà mình bắt lên mà nó ị là do nó sợ quá nó ị hả ta? Là có nghĩa là nó sợ nó ị hay là nó muốn ị ra để cho mình sợ nó, mình giục nó ta? Ừ. Chứ nó mà ị lên người cũng hơi ghê. Dịch thả gì này anh? Thả gì nè. Ai đâu, ác thật sự. Ê, thả nhẹ nhàng nghe, đừng có chọi với anh. Ác nha anh. Đó, phải nhẹ nhàng như thế. Ui lăn. Nó lăn kìa, trời lăn. Mấy bạn nhìn lại cái cảnh cái con Dịch nó bị rơi xuống nè các bạn. Ông Dịch ông thả rất là nhẹ nha, mấy bạn đừng có nói Dịch thả mạnh nha. Dịch thả rất là nhẹ luôn nhưng mà nó chạy nhanh quá, cái đường nó dốc cho nó lăn xuống luôn các bạn. Đó, phải nhẹ nhàng như thế. Lăn. Trời lăn. Nó lăn kìa, trời lăn. Bình tĩnh thôi, đừng có lăn vậy chứ. Nó sợ. Chấn thương sợ não rồi. Kiểu này là về là không biết là mình ăn cám hay là ăn cám rồi. Con ngồi cái cạnh lưng lên. Con ngồi cho nó. Con chó thiệt nữa. Chào con chó. Chào con chó. Còn chào nữa đi. Đấy, cái bà này vô chi thực sự. Ôi sợ không ta? Ờ không biết nữa. Bình thường mà, cái này có gì đâu sợ. Rồi thử nha, cầm gì vậy? Rồi bình thường mà. Không má. Em không sợ giúp chị. Nhìn mông kêu à. Cairon, không hiểu sao Cairon con trai mà Cairon lại sợ ngồi cái gì ta? Cái này là gì? Thôi bỏ đi. Sợ nó đang nắm chặt chụp tay cái này đi. Quay rồi. Chứ người ta muốn quay thêm. Cái này nha bạn, là tôi cho anh Sam ơi chứ tôi không có té đâu, tại bà Sam bà cứ kiểu ăn mâm ngồi cẩn thận nha, cái chừng té thế là tôi chọc bả rồi nè. Cái xích đu đúng rồi, cái xích đu thằng ông con trai mà sợ chơi cái này. Trời ơi, tôi ngồi tôi chỉ muốn là nó hất tôi, nó đưa cao tôi ra tuốt ngoài sông cũng được. Nó giờ nó đã dễ sợ cái đoan đu có xíu sợ quá, sợ quá chứ mùi người ta muốn quay thiệt quá. Sammy nữa em, để Sammy chứ mùi người ta muốn quay thiệt quá. Cái đó nó đang chơi gì bên kia ta? Trời ơi, cái này thấy nhiều mà chưa chơi bao giờ, cái này có sạch không ta? Chắc cứng hả? Ui cái này trơn lắm, Này á, tôi chơi game bình thường, tôi chơi game mấy ông đã chù tôi thua đi té đi. Bây giờ tôi chơi xích đu mấy ông cũng chù tôi văng xuống sông đi là sao hả? Hả? Mấy ông ép vừa thôi chứ. Ngồi sao bước ngồi. Phê.
Ôi các bạn à, hồi nãy á, nếu như bạn nào xem cái đoạn trước, các bạn thấy cái này là cái liều rất là to. Và bây giờ trời mưa đến nỗi mà nó sập đi nữa trời, tôi bây giờ chù cho cái đó sập nữa chứ hay gì. Nó rách luôn cái liều rồi. Và chị chủ buồn quá trời luôn. Cái liều tôi nghe đâu là 10 triệu đó bạn ạ. À. 10 triệu cái liều này, kinh khủng thật. Bây giờ là mèo Simi anti fan của tôi sẽ đẩy coi cái gì ta, cái này là gì? Cái này là gì? Xích đu. Xích đu của tôi nha các bạn. 1 2 3. Vô chi thật sự. Hôm nay bị một cái là trời mưa cho nên là khá là sình mấy bạn ạ. Mà tôi mang theo đôi giày của tôi, trời ơi, dính sình tùm lum luôn. Buồn thiệt. Cái mình với bạn qua đây chơi solo phóng phi tiêu. Mấy bạn đợi tôi xíu nha, anh Grab gọi đồ ăn các bạn ạ. Tại nãy tôi livestream á, tôi đói bụng quá, tôi đặt đồ ăn mà thấy lâu quá người ta chưa giao, mà thấy 8 giờ mất tiêu rồi cho nên tôi phải đặt. Ok bạn đợi tôi xíu nha. 5 minutes later. Đây tôi đây. Ok, tiếp nha. Ok, cho làm lại luôn. Tôi coi lại cái đoạn này cái nha mấy ông. Cái màu đỏ đúng không? Cái gì tôi sẽ kể cho mấy ông nghe. Solo phóng phi tiêu. Ai ít điểm hơn thì búng chán, chơi không? Ai ít điểm hơn chơi luôn. Giờ tháo chỗ đi. Giờ tháo cây chỗ đi. Lấy cái màu đỏ. Rồi, lấy cái màu đỏ đúng không? Yeah. Ok. Rồi ném đi. Cười thua là cười. Ừ. Cười không điểm nha. Làm lại được. Làm lại à? Ok cho làm lại luôn. Đúng. Wow, ghê. Nhiêu? Cái này đúng không? Đúng rồi. Quầy gần tâm luôn này. Nhiều điểm đấy. Bây giờ tới lượt tôi nè, cái đó nãy là phóng gần tâm đúng không? Đây thật sự. Tôi đang gọi là chuẩn bị phóng, đáng lẽ là ok đồng ý là Camui chọc quê tôi đi, Simi cái chọc quê tôi đi. Mà Sammy bị đứng thế. Thua. Bây giờ tới chơi phóng phi tiêu thì lại cơ mình là hụt đi, lại chù. Cái đứng ở đây mà. Tầm đó. Ok. Chuẩn bị nha. Gần hơn cây nha. Được không ạ? Sao gần hơn được? Của mình rõ ràng là nó chỉ thua có một chút xíu thôi, hoặc có thể là nó bằng á bạn, có thể nó bằng á, chỉ là nó độ nghiêng, nó nghiêng hơn thôi chứ tôi không thể thua được. Bằng rồi. Của mình gần hơn nè, của mình như bún nè. Cây. Mấy cái bà nữ mà làm gì bên kia vậy? Mà đang đua à? Camui chân thấp quá cho nên là nhảy theo không kịp mấy bạn ơi. Rồi xong dừng lại luôn rồi. Cái trò này đáng lẽ là bà Mui bà phải là người nhanh nhất. Bạn hiểu sao không? Tại vì mấy cái con này á thường nó lùn đúng không? Mấy cái người lùn á người ta ngồi người ta mới tưng được nó nhanh hơn. Còn mấy cái người cao người ta tưng nó sẽ bị dướng cái chân. Đáng lẽ bà Mui phải thắng nhưng không hiểu sao bà thua luôn. Camui chân thấp quá cho nên là nhảy theo không kịp mấy bạn ơi. Rồi xong dừng lại luôn rồi. Rất là vô tri. Thua rồi. Mui ơi. Sao gà quá vậy? Hả? Thua rồi. Trời nhanh lên. Cái khu cắm trại này được cái á bạn là nó khá là tại bả mập với anh. Trời ép ơi. Bạn này ép quá. Mà mày nói thế. Sạch sẽ và rộng rãi vậy bạn ạ. À. Nói thế Mui biết Mui buồn ấy. Mọi thứ xung quanh đây cảm giác khi mà nhìn vô là thấy nó sạch sẽ lắm. Chứ nó không có bị kiểu đất cát bẩn đâu. Sạch lắm. Ôi, cây cầu nhìn hữu tình thật sự. Ôi, cái này được nha. Ui, cái này hay nha. Vui nè. Cẩn thận đó. Tôi bị một cái tật là tôi hay tò mò phải không ạ? Tôi thấy cái này cái đầu mà tôi biết là nó hơi kiểu nguy hiểm xíu, có thể tôi sẽ úp đầu xuống dưới hồ luôn, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn thích chơi. Được mà, ngồi. Lại cơ mình té đi nè, thấy không? Té quá trời nè, lại cơ mình té đi. Trời ơi, đôi giày ơi. Được mà. Cái được. Không sao. Ui, hơi quá các bạn ơi. Ui, hơi quá các bạn ơi. Hơi quá nha. Hơi thật sự. Ui, bây giờ không biết vào sao luôn. Rồi, xong luôn. Cúng vậy. Cúng. Yes. Cúng em gì đây? Múa. Lúc đó là xém té luôn á mấy ông. Thời lúc đó sợ cực kỳ, lúc đó là xém té luôn rồi đó. Mấy ông chú ở bên trong cứ cái đó không ngồi được đâu con ơi, đi vô đi. Rồi lúc đó trong đầu nghĩ là thôi xong rồi, đi rồi, toang rồi. Cúi em đi anh, cúi em đi anh. Cúi em, cúi em. Kiếm em, kiếm em.
Ôi, tôi nhìn tôi còn sợ. Mà ông nhìn cú đó mấy ông sợ không? Kiểu lúc đó ông dịch ổng mà không bám chắc nha, mà cái tay của tôi còn không, cái tay của tôi mà không bám vô trong cái cọng dây này nha, là tôi kéo ông xuống dưới luôn rồi đó. Xém bay màu. Xém bay màu. Kéo ra cái khô. Xém bay màu. Rất tim luôn. Rất tim ra ngoài. Nói chung là cái vlog ngày hôm nay của tôi không phải là một cái vlog đi cắm trại mà là một chút à. Ừ, tôi quay có một chút là cắm trại thôi. Còn lại Nani. Làm gì nằm đây em? Chiêu anh, chiêu. Chiêu nằm đây sợ vậy? Nói chung á là bạn nào muốn xem full cái vlog ngày hôm nay á thì bạn có thể lên kênh của Hero Team để xem nha. Còn tôi thì tôi chỉ quay sơ cho các bạn xem trong cái vlog này của bọn tôi là bọn tôi đi chơi chỗ nào, nó có gì vui thôi. Đó, còn bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu đi đến chỗ để tôi quay phim. Hôm nay là lịch của tôi là có ngày tôi đi quay phim mấy bạn ạ. Cho nên bây giờ tôi phải đi đây. Cùng đến đó nha. Ui, cây dừa nước này. Vô chi cùng Hero Team. Ui, cây này ở trên Sài Gòn bán ăn ngon cực nha. Trời ơi, có nên hái đem về không ta? Ngon thật sự. Đố xem nè, tại sao cái trái dừa nước nó lại là tên là dừa nước? Đố đố xem biết sao á. Mình đố với bạn tại sao trái dừa nước lại được gọi là dừa nước đấy. Đố với bạn á. Gọi dừa nước thì gọi là dừa nước. Nó gì ta, nó mọc ở dưới nước. À, cái cây mọc ở dưới nước gọi là dừa nước hả? Đúng rồi. Mấy bạn thấy câu trả lời của Sim sao? Lại hái đi anh. Lúc đó mình với Dịch cũng đã nghĩ đến việc hái rồi các bạn ạ. À. Tại vì các bạn biết sao, thật ra không phải là mình ăn trộm hay gì nha, không có nha. Mà cái cây nó mọc dại ở bên ngoài các bạn. Mấy cái anh lái xe anh bảo tôi là mấy cái cây này nó mọc đầy ngoài đường, em thích hái em cứ hái à, không sao hết trơn á. Khu này người ta mọc nó kiểu mọc dại luôn ấy. Đúng hay không cho mình nha. Tại vì nó ở dưới nước cho nên nó tên là dừa nước. Chơi. Cái gì? Chừng nào nó mọc trên trời thì gọi là dừa trời. À, chừng nào nó mọc ở trên trời là dừa trời hả? Đúng rồi. À rồi, ok. Hay nha. Kiến thức đỉnh. Đỉnh. Bên này có dừa nước kìa Dịch. Qua bẻ đem về ăn anh. Đó, dưới đó. Ê, bây giờ là đó, đến cái đoạn này á là hết rồi các bạn ạ. Nói chung đến đoạn này là hết đó. Nói chung là hôm đó là một buổi đi chơi đầy không phải đi chơi nha, bữa đi làm việc.